Kamu mau? Ini, lap sama ini aja. Halo. Itu orang ini ya? Taiwan. Hah? Kok salah? Home, from Indonesia. Lu orang Tegal lu bang. Lagu-laguan ngomong. Kamu suka Upil? Upil lah. Iya kamu. Ini serius. Dat Bila. Kamu nanya. Iya. Yo, kamu. Orang-orang kenapa sih pada kayak gitu? Kamu nanya, kamu nanya. Naki ji. Lagi di enggak tahu. Di kana nengka. Là cái gì hiểu không? Tên là gì? Tên là gì đấy? Bao nhiêu tuổi rồi? Đẹp trai không? Ông định tán vợ tôi à? Không á? Itu artinya apa kak? Dia ngomong apa kak? Không hiểu. Nói tiếng nói tiếng Việt đi. Cảm ơn anh nhỉ. Như tôi hỏi thật ông là ông thấy tôi đẹp trai không? Đẹp trai không? Nggak tahu. Lu ngomong apa sih? Nói cái gì? Không biết. Không hiểu. Không hiểu. Pacaran ya? Kalian pacaran? Pacangan lagi sih. Pacangan lagi sih. Không, không bán hàng đâu. Ngomong apa sih kak? Sumba. Sumba là cái gì? Quay lang à? Cái gì là quay lang? Ừ, nói. Không, không, nói không muốn đấy nhỉ? Không muốn đấy nhỉ? Hey. Hey. Ngomong Indonesia, dia beneran bukan orang Indonesia. Mariun. Madiun. Yo. Tôi đã ở Mariun từ nhỏ. Bây giờ sang Việt Nam sống rồi. 29 năm nay rồi nên là quên mất tiếng. Hiểu không? Orang-orang udah pada sedih lah. Iya lah. Sampai orang Vietnam juga ngomong kayak gitu. Kamu nanya. Vietnam dong. Tôi được sinh ra và lớn lên ở đất nước đẹp nhất, con người dễ thương nhất, yeah. Nhiều trai tài gái sắc, nhiều trai tài gái sắc nhất. Chi xe hai. Một đất nước number one, hiểu không? Dạ. Ừ đấy. Đúng. Tôi được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất hình chữ S, hiểu không? Mảnh đất có nhiều nhân tài nhất, nhiều những người thông minh nhất, nhiều người trai tài gái sắc nhất, đúng, hiểu không? Hiểu. Ừ đấy. Cảm ơn anh.
panjang-panjang lebar ujung-ujungnya kamu nanya. Kamu nanya. Bây giờ nha. Ông có biết đất nước nào là đất nước đẹp nhất không? Kalian nanti dia mau ngomong apa sih guys? Dari banyak video ngomong yang gue tahu cuman kamu nanya, udah itu doang. Nanya. Kamu nanya, kamu nanya. Dios, anh cơm chưa? Ăn cơm rồi. Dios, cơm anh đặt. Tại sao anh đặt chưa? Đi đồ. Selain kamu nanya ada lagi. Rios, 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 ăn cơm chưa? Hah? Ôi trời ơi. Yêu thế. Kamu nanya, kamu nanya. Iya. Đẹp trai không? Đẹp không? Đẹp trai không? Oh, phát tánh thì tôi đã mặc can. À, có nghĩa là ông ở tới ngon cái gì? À, đúng. À, ai đó? Yes. À, đúng, đúng. Yes. Ai muốn được mặc can? Ok. À, ngon như ăn cơm cái gì? Ăn cơm cái gì? Oh, makan apa? Jo, ayo, jo, ayo, oh.